giá Bitcoin vượt 67.000 đô la Mỹ, lập kỷ lục mọi thời đại. Hãng tin Bloomberg cho biết trong phiên giao dịch sáng sớm 9/11 tại châu Á, giá Bitcoin đã tăng 2,5% lên mức 67.778 đô la Mỹ, phá vỡ mức kỷ lục dưới 67.000 đô la Mỹ hôm 20 tháng 10. Sự tăng giá của Bitcoin, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới theo giá trị thị trường, cùng với các đồng tiền kỹ thuật số khác đã đẩy giá trị thị trường của tiền kỹ thuật số vượt qua 3.000 tỷ USD. Diễn biến đột phá này của Bitcoin có thể báo hiệu sự bắt đầu của đợt tăng giá cuối cùng trong quý 4. Trước khi thị trường tiền điện tử cho thấy sự củng cố rõ ràng hơn vào năm tới, công ty nghiên cứu thị trường Fundstrat cho biết trong một báo cáo hôm 8 tháng 11. Báo cáo này cho rằng Bitcoin, Ethereum và nhiều đồng tiền điện tử thay thế khác có thể mạnh lên trong những tuần tới. Đồng Bitcoin đã lập mức kỷ lục vào tháng 10, theo sau việc ra mắt quỹ giao dịch hoán đổi liên kết với Bitcoin đầu tiên dành cho các nhà đầu tư Mỹ. Quỹ có tên Prosa Bitcoin Segi ETP đã thu hút được hơn 1,2 tỷ USD khi ra mắt. Thị trường tài sản kỹ thuật số của Bitcoin, vốn có tuổi đời hơn một thập niên, đã tăng gần gấp 4 lần so với cuối năm 2020. Từ đầu năm đến nay giá Bitcoin đã tăng hơn 130%. Có lúc giá Bitcoin giảm xuống dưới mức 30.000 đô la Mỹ vào tháng 6 năm nay, khi bị chỉ trích tiêu thụ quá nhiều năng lượng và do việc Trung Quốc hành động mạnh tay với tiền điện tử. Sau đó, Bitcoin bắt đầu phục hồi trở lại. Ngoài Bitcoin, các đồng tiền điện tử như Ethereum và Solana tiếp tục nâng cấp và thu hút các nhà đầu tư với nhiều tính năng mới. Nhu cầu về tài chính phi tập trung cũng đang tăng lên. Trong khi đó, các đồng meme coin như Dogecoin và Shiba Inu tiếp tục thu hút các nhà đầu tư đầu cơ. Chuyên gia dự đoán Bitcoin chạm ngưỡng 100.000 đô la Mỹ, giới phân tích cho rằng đồng tiền điện tử này có thể chạm ngưỡng 100.000 USD vài tháng nữa. Nhà phân tích Michael Hewson của CMC Market giải thích giá Bitcoin tăng sau khi Prosa Bitcoin Segi, quỹ ETP Bitcoin đầu tiên được niêm yết tại New York, có màn chào sân ngày 19 tháng 10. Một số nhà phân tích lạc quan tin rằng Bitcoin sẽ sớm chạm mốc 100.000 đô la Mỹ trong vài tháng tới nhờ hiệu ứng từ các quỹ ETP. Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc đâu, nhà phân tích Nem Aslam của Avata nói với hãng tin AFP. Theo giới phân tích, tâm lý nghi ngại với Bitcoin sẽ dần được xua tan với sự xuất hiện của ETP. Các quỹ này là một bước tiến lớn đối với tiền điện tử nói chung, vì mở đường cho nhiều nhà đầu tư truyền thống tham gia. Đây là nhóm luôn miễn cưỡng vì lo thiếu các quy định và rủi ro bảo mật, nhà phân tích Walid Kudami của Stiber giải thích.